Cán Xin Nước Việt xin chào tất cả các bác. Và bây giờ là đã ngày cuối năm rồi, chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là sẽ là đến Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thì nhà mình đang tiếp tục đóng gói cái thức ăn dành cho chim chích chòe than và chòe lửa như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đó, đây là cái hạt cám bác có thể nhìn thấy. Đấy, tiếp tục phục vụ cho một số anh em đặt cám trước Tết. Đấy, và sau Tết. Ở đây là nhà mình đang đưa vào quá trình đóng gói hút trên không để sản phẩm đảm bảo nhất. Thì các bác cứ yên tâm, với hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên và khâu đóng gói rất là cẩn thận, cho nên các bạn có thể để từ 3 đến 6 tháng thoải mái luôn. Đó. Thì chúng ta có thể dùng ổn định quanh năm cho chòe than, chòe lửa. Bạn nào mà sử dụng chòe đất có thể cho ăn luôn, hoặc là tiểu mi cũng rất là tốt. Thì cái cám chòe than, chòe lửa của nhà mình bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất, ví dụ như là ngũ cốc này, chuồn bọ, trứng gà, tôm, địa long, mai mực và một số cái dưỡng chất thiết yếu đặc trưng dành cho chòe than và chòe lửa. Để khi mà các bạn cắt cái gói cám của mình ra thì các bạn sẽ thấy có một cái mùi thơm hơi tanh tanh đặc trưng. Đấy, từ cái nguyên liệu tự nhiên dành cho chòe than, chòe lửa. Các bạn nào sử dụng chòe đất hoặc là tiểu mi đều sử dụng được cái hạt cám này luôn nhé. Thì cái cám chòe của bên mình ấy là 200.000 một kg. Đấy, miễn phí ship tận nhà. 1 kg sẽ được 4 gói như thế này. Đấy, miễn phí ship tận nhà. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với nhà mình theo hai cái số điện thoại 0908 070 555 và 0944 114410. Các bác xem nhiều cái bài hướng dẫn chia sẻ về cách nuôi họa mi chích chòe trào màu trên cái website chimcanhdatviet.com hoặc qua cái Facebook Cám Chim Đất Việt. Và có thể đăng ký xem nhiều video mới nhất hướng dẫn trực tiếp trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh Cám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các bác.